Có một câu chuyện rất là buồn về người cá, đó là người cá lặng lẽ đang biến đi sau khi mà chứng kiến người mình yêu vui vẻ hạnh phúc bên người con gái khác. Thì câu chuyện kết thúc rất là buồn, và cá nhân bó đó thì cảm thấy không có thích những cái câu chuyện không có hậu như vậy. Hôm nay thì bó sẽ make up khuôn mặt thành người hóa cá, nhưng mà không phải là một người cá xinh đẹp mà là một người cá kinh dị. What a sad, what a sad.